Cuối năm tôi rất là hân hạnh nhận được phần quà là chị Kim Cương, bạn Lê Khanh và Bạch Tuyết, ba người được cái giải thưởng này, được cái quà tặng này. Và chúng tôi biết ơn cuộc sống, biết ơn tất cả mọi người mà chúng ta động viên nhau để cùng nhau, cùng thế giới, cùng cả nước mình đi qua cái nạn dịch đã hoành hành, đã khiến cho chúng mình hai năm nay rất là buồn, rất là khổ. Đồng bào mình cũng có nhiều người rất là thảm khốc. Và sắp sửa đến ngày Tết rồi, xin chia sẻ niềm vui này với tất cả mọi người. Và mong tin tưởng rằng chúng ta sẽ có một cái Tết nhẹ nhàng. Và đến sang năm, chúng ta sẽ có lại những bình thường mới. Tất cả mọi người chúc an khang, thịnh vượng. Và nhân đây thì tôi cũng xin phép được thổ lộ tấm lòng của tôi. Như là quý vị biết là tôi đã làm hai cái chương trình gửi người tri kỷ. Một chương trình của Bạch Tuyết với lại nhạc sĩ Thanh Hải. Một chương trình nữa là với nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, người bạn thân nhất trong 60 năm làm nghề của tôi. Và sau khi dứt thì là các bạn trong ekip của chúng tôi xin phép cô Diệu Hiền để lập cho cô một cái kênh YouTube. Thật ra là lập kênh YouTube cho cô Diệu Hiền chính là chúng tôi muốn để dành lại tất cả những tác phẩm của người nghệ sĩ tài hoa này để lại cho cuộc đời. Và như là một món quà tặng để tạ ơn nghệ thuật cải lương, tạ ơn các bậc tiền bối, đặc biệt là tạ ơn quý vị khán giả thân tư của nghệ thuật cải lương cho chúng tôi đã có mặt dài, lâu và thật giá trị trong nghệ thuật cải lương dân tộc. Và chúng tôi mong rằng cô Diệu Hiền cho phép để cho ekip của chúng tôi thực hiện một số những động tác để có kênh Diệu Hiền Official. Và cho đến khi nào thì người con trai của cô Diệu Hiền quản lý được và phát triển được cái kênh này để cho bà con khán giả cải lương từ 60 năm cho tới bây giờ và mãi mãi sẽ còn lại những hình ảnh, những điều tốt đẹp nhất của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đối với nghệ thuật cải lương Việt Nam. Dạ, xin biết ơn.